Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ, mình là Bảy Bình Bông. Trong video hôm nay thì Bảy tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để các bạn có thể sở hữu được cái ấm trần ca của Fonten nhá. Và dành cho kênh chat nào vừa mới cười Bảy tôi khi mà đã like rate ra cái quyển thiên không ấy. Cái quyển thiên không này đúng không? Thì thông báo với các bạn là chỉ 10 lượt roll tiếp theo thôi, các bạn cũng đã thấy là Navia của tôi đã cầm cái gì trên tay rồi ạ. Siêu đúng không? Hơi bị siêu đấy. Thôi quay trở lại với cả hôm nay, vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để các bạn mở được ấm trần ca Fonten nhá. Rất dễ thôi. Đầu tiên các bạn sẽ mở cái bản đồ của mình, các bạn đi vào trong ấm trần ca nhá. Tiếp theo trong cái mục ấm trần ca này, các bạn sẽ nói chuyện với cả tiên ấm Tupi. Rồi các bạn vào phần động tiên bách bảo này, các bạn kéo xuống bên dưới đó là vật quý động tiên. Các bạn nhìn thấy có một cái vật phẩm có giá là 1000 cái tiền động tiên không? Có tên là dòng xoáy trong bể này, các bạn ấn đổi. Rồi. Sau khi bấm đổi xong nhá, các bạn sẽ ấn tạm biệt tiền ấm Tupi, các bạn quay trở lại vào túi đồ của mình, vào cái ô phần hình tròn này này, đây này, cái ô phần túi dùng ấy, các bạn ấn vào cái phần dòng xoáy trong bể này, ấn dùng. Ok, bây giờ các bạn sẽ nói chuyện lại với tiền ấm Tupi. Các bạn thấy là đổi hình thái động tiên không? Đấy, nó mở cho chúng ta cái đảo xoáy rồi đấy. Và bây giờ các bạn ấn chuyển thôi. Các bạn lưu ý rằng là với những cái cây cối mà các bạn đang trồng ở trong ruộng ấy, thì sau khi mà đổi xong ấy, nó sẽ không sinh trưởng nữa nhá. Các bạn cần phải lắp lại những cái cây đấy thì nó mới mọc lại. Rồi, ấn xác nhận. Đổi thì hình đảo xoáy này. Rồi, vậy là chúng ta đã có những cái nhìn đầu tiên về ấm trần ca của Fonten rồi. Các bạn thấy rất là đẹp và lung linh đúng không? Tiền ấm Tupi của chúng ta thì vẫn sẽ ở cửa thôi. Đây, ở đây, ở cái chỗ này. Thế còn chúng ta sẽ là ở dưới nước. Đấy, đẹp chưa? Các bạn thấy lung linh không? Các bạn nhớ chúng ta đi di chuyển từ đảo này sang đảo khác là chúng ta sẽ dùng cái cổng nước ấy. Đấy, nó dẫn các bạn đi từ đảo này sang đảo khác. Để mà đỡ tốn thời gian thì tốt nhất là các bạn nên để mấy cái điểm dịch chuyển vào những cái đảo này thì mình dịch chuyển đến luôn cũng được. Không thì các bạn sẽ phải đi cái cổng nước. Và đây sẽ là những cái hình ảnh đầu tiên first look về ấm trần ca của Fonten. Ngoài ra nữa thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại vào trong tiền ấm của Tupi nha. Đây, các bạn ấn vào đây. Tiền ấm Tupi này, các bạn ấn vào trong phần động tiên bách bảo này. Các bạn ấn vào bản vẽ đồ trang trí này. Các bạn kéo xuống một đoạn ngắn đấy. Đây. Ở đâu ta? Đây. Các bạn sẽ thấy là có những cái bản vẽ và có bộ yêu thích rồi này. Đây sẽ là bộ yêu thích của Charlotte và Chevrolet. À đây là nhân vật mới của chúng ta này. Đấy, của Neuvillette này. Bây giờ các bạn đã có thể là mua được những bản vẽ này của mình rồi. Và bây giờ thì đơn giản thôi, tiêu tiền. Yeah. Giờ chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta đang tiêu tiền thôi. Tiêu tiền của chính mình. Rất easy và đơn giản. Sau khi mà chúng ta mua xong tất cả những bản vẽ đấy rồi ấy, thì nó sẽ chưa ở trong cái bộ yêu thích của chúng ta vội đâu, mà chúng ta sẽ ấn vào túi đồ này. Ấn vào trong này, các bạn sẽ ấn dùng. Ấn hết đi. Ấn dùng hết cái đám này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ấn F7 lên. Các bạn vào trong cái mục bộ sân vườn này, bộ yêu thích này, kéo xuống bên dưới. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã có những cái bộ yêu thích của ấm trần ca Fonten rồi. Những nhân vật Fonten sẽ xuất hiện ở đây nhá. Bây giờ thì các bạn cần phải làm cái gì? Các bạn cần phải đi chế đồ Fonten. Đó chính là những cái lưu ý mà các bạn cần biết nhé. Bây giờ thì Bảy tôi sẽ gửi lời chào và cũng như là chúc tất cả các bạn có một trải nghiệm ấm Fonten tuyệt vời. Bye bye and see you. Okay.